Phó giám đốc Heo Subin gọi điện cho In Hyun, anh hỏi thăm cháu trai mình đã đưa bạn về nhà chưa. Vừa làm chuyện mờ ám, In Hyun vừa trả lời, giờ con đang ở nhà bạn, con định tối nay ở lại một đêm. Subin cảm thấy có lỗi vì đã để Na Min say, còn dặn dò cháu trai chăm sóc bạn. In Hyun ngoan ngoãn nghe lời, anh chăm sóc đặc biệt cho Na Min cả đêm, anh còn thấy thú vị mà nói, cậu tôi nghĩ chúng ta thật sự là bạn. Cậu nghĩ sao? Trợ lý của Na Min, bạn bè mà làm thế này với nhau sao? Mấy tiếng trước sau khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Namin và Du Chan, phó giám đốc Subin hỏi, In Hyun, nghe nói con có bạn trong công ty à? In Hyun bất ngờ đến mức sặc cả rượu, thấy biểu cảm của cháu trai, Subin chắc chắn chuyện này là sự thật. In Hyun không biết tại sao cậu mình lại biết chuyện này, phải nói cho Namin một tiếng trước. Subin hí hửng bảo cháu trai gọi điện rủ bạn đến gặp mặt, dù đã cố tránh né, nhưng Subin vẫn hối thúc liên tục, còn đòi trực tiếp đến công ty tìm gặp. Không còn cách nào khác, In Hyun đành ra ngoài gọi điện cho Namin. Trợ lý quân Namin, cậu rảnh không? giả làm bạn giúp tôi một lát nhé. Namin có chút gượng gạo với cuộc gặp mặt này. Subin thân thiện mời rượu làm quen, đừng ngại ngùng, uống một chén đi cháu. Namin không ngờ rằng phó giám đốc lại là cậu của trưởng nhóm In Hyun. Subin nhớ ra lần cả hai vô tình đụng chúng nhau ở thang máy công ty. Namin vội xin lỗi vì lúc đó đã thất lễ, tuy nhiên Subin lại cho rằng đó chính là nhân duyên gặp gỡ của bọn họ. Subin tiếp tục rót rượu cho Namin và hỏi thăm, nghe nói cháu là bạn học cấp 3 của In Hyun, hồi đó thế nào? Cái thằng này chẳng bao giờ chịu kể chuyện đó cả, Namin là đứa bạn đầu tiên mà nó giới thiệu cho cậu đấy. Những lời này khiến Namin nhớ lại bà của mình, cậu lung tung liếc nhìn về phía In Hyun rồi kể, In Hyun ngoan mà thân thiện nữa, nên được nhiều người yêu quý lắm ạ. Cháu không cần nói đỡ cho nó đâu, cậu biết hồi cấp 3 nó có hút thuốc đấy. Namin lung túng không biết nói thế nào, Subin lại tiếp tục rót rượu. Kể toàn bộ cho cậu nghe nhé, gặp được bạn của In Hyun làm cậu vui lắm. Cứ thế Namin uống đến mức say mềm, In Hyun phải đưa cậu về nhà. Đến cửa thang máy, Namin nửa tỉnh nửa say nói, In à nhầm, trưởng nhóm. Chỗ này là nhà tôi mà, sao trưởng nhóm lại ở nhà tôi? Tôi cũng không muốn đến đây đâu, mau nhập mật khẩu nhà đi. Nam Min lảo đảo bước vào trong nhà, cậu say đến mức chân còn không nhấc nổi. Đột nhiên, Nam Min chính choáng ngã nhào, kéo theo In Hyun cũng ngã theo. Anh cầu nhau, phải biết từ chối chứ, chén nào cũng nhận thì chẳng say. Nam Min lầm bầm, là rượu của phó giám đốc, làm sao mà từ chối được. Cậu nhớ lại lời của phó giám đốc, Nam Min là người bạn đầu tiên nó giới thiệu cho cậu đấy. Cậu cười khúc khích kể, bà của tôi cũng rất vui khi thấy tôi có bạn. In Hyun à, ngày đó cậu giả làm bạn tôi, hôm nay tôi cũng làm như vậy, thế nào, tôi làm tốt chứ. Nhìn thấy Nam Min thế này, In Hyun đột nhiên đỏ bừng mặt. Trong căn phòng tối, Nam Min choàng tay qua vai In Hyun này nỉ, tôi quá, ngủ lại đây đêm nay nhé. Nam Min thức dậy trong tình trạng mệt xả rời, đầu thì đau nhức vì uống quá nhiều rượu. Sau đêm hôm qua, mối quan hệ giữa Dung In Hyun và cậu không có chuyển biến gì đặc biệt. Cho đến bây giờ, cả hai đều không ai nhắc đến nó. Dù có chạm mặt nhau, thì vẫn cư xử như bình thường. Namin không biết nên đặt tên mối quan hệ này là gì, ban ngày là cấp trên cấp dưới, còn ban đêm thì tuy nhiên giờ có quan tâm cũng không cần thiết. Tan làm về nhà, Namin mệt mỏi thở dài, bất chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ In Hyun cởi ra rồi để quên. Ngay lúc đó, đột nhiên mất điện, cả căn phòng trở nên tối đen. Namin ngồi một mình run rẩy, tay nắm chặt chiếc đồng hồ của Hyun. Trên đường về nhà, anh nhận được cuộc gọi của Namin. Có chuyện gì vậy trợ lý Quân? Trợ lý Quân Namin. Namin trả lời ngắt quãng, đồng hồ của nhóm trưởng ở chỗ tôi, bây giờ, anh có thể đến lấy không? In Hyun cũng có để ý nhưng không nhớ là đã để nó ở đâu, nhưng bây giờ anh thấy hơi phiền phức, chỉ vì chuyện này mà gọi điện tới thế này. Anh đáp, ngày mai mang lên công ty cho tôi là được, giờ này mà đến thì. Nam Min nói với giọng này nỉ, chỉ là, đến đây một chút thôi có được không, In Hyun à? Kết quả là, In Hyun đã đến nhà Nam Min, thấy cậu ngồi ở chân cầu thang, anh lạnh nhạt nói. Giờ cậu cứ tùy tiện gọi tên tôi thế à, trông tôi dễ dãi hơn rồi sao, hay là cậu vẫn muốn tiếp tục chơi trò bạn bè với tôi? khi điện đột ngột tắt namin lại nhớ đến ngày hôm đó cậu bị ai đó nhốt trong một căn phòng dụng cụ chật hẹp tối tăm ở trường bà vì không thấy cậu về mà lo lắng đội mưa chạy khắp nơi tìm kiếm sau đó bà gặp chuyện chẳng lành tấm vải trắng phủ lên người bà khiến namin như chết lặng như thường lệ namin run rẩy định gọi điện cho Ji Seok, nhưng hiện tại cậu giật mình nhận ra hai người đã chia tay rồi cậu chẳng biết phải gọi cho ai cuối cùng namin đã gọi cho in hyun nhìn thấy namin ngồi thu mình một góc ở chân cầu thang in hyun nhận thấy có gì đó không ổn Quân Namin, cậu gọi cho người khác rồi ở đây làm gì vậy? Namin bất ngờ bật dậy nhào vào lòng anh. Chuyện gì vậy? In Hyun ngơ ngác hỏi. Namin ôm chặt lấy anh mà lắp bắp nói, tôi, tôi hôm nay, hôm nay cậu cho tôi ngủ nhờ được không? Nhà tôi, cút điện rồi, tôi sợ lắm. Kết quả là, cả hai cùng trở về nhà của In Hyun. Sau khi tắm xong, In Hyun ra ngoài phòng khách, lúc này, Namin cũng vừa tắm xong. Cậu bối rối nói, ờm, ừ, cảm ơn cậu, đã cho tôi mượn quần áo rồi còn cho tôi ngủ nhờ tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại cho cậu. In Hyun hất mặt về phía trước nói, tôi chỉ nhường ghế sofa cho cậu thôi, đừng có đụng tay vào những chỗ khác, ngoan ngoãn nằm yên ngủ đi. Ừm, vậy là đủ rồi, cảm ơn cậu, Nam Min đáp. In Hyun chẳng hiểu sao chỉ có cút điện mà Nam Min lại sợ đến thế. Vậy tôi vào trong đây, anh nói rồi đi thẳng đến tắc điện phòng khách. Nhưng vừa quay đi, Nam Min đã bật đèn sáng trở lại. Cậu lung tung nói, à, cái đó, vốn dĩ, tôi bật đèn khi ngủ. Tôi, tôi rất ghét bóng tối, nên phải bật đèn mới yên tâm ngủ được cậu làm chuyện quá nhỉ trợ lý quân nam in mà thôi bật đèn hay không thì tùy cậu nói rồi anh quay vào trong phòng đóng sầm cửa lại ở bên ngoài nam in nói vọng vào cảm ơn ngủ ngon nhé in hyun tiếng gọi tên của nam in khiến in hyun bực bội nhưng tim anh lại đập thình thịch khó hiểu in hyun lại mơ thấy cái ngày kinh hoàng đó mẹ đã đã lao ra trước đầu xe để cứu anh in hyun giật mình bật dậy anh khó chịu vì tiếng còi báo vang vọng dưới khu trung cư vì âm thanh này mới khiến anh gặp ác mộng anh mở cửa ra ngoài uống chút nước lúc đầu không hiểu sao đèn lại mở sau khi nhìn thấy nam in nằm ở đó mới nhớ ra anh cảm thán bật đèn mà vẫn ngủ ngon quá nhỉ nói là vậy nhưng nhìn gương mặt đó của nam in anh thấy nếu cậu khóc như một đứa trẻ vì sợ cút điện anh vẫn có thể hiểu được trong thoáng chốc nhìn thấy cậu ấy đáng thương nên anh đã dẫn cậu về nhà thấy mình quan tâm đến nhiều chuyện không đâu anh xoay người rời đi thì bất ngờ nam in chạm vào tay anh và mếu máu gọi đừng đừng đi mà in hyun vô cùng ngạc nhiên mơ thấy gì đó nam in rơm rớm nước mắt gọi bà bà ơi đừng đi mà, con, con sai rồi, tại con, tại con mà bà. In Hyun chủ động lau nước mắt cho Nam -min, sau đó nắm chặt lấy bàn tay của cậu. In Hyun thấy rằng, không phải một mình anh là người mơ thấy ác mộng, điều này trở thành một niềm an ủi kỳ lạ cho anh. Lý do anh không thể gạt phăng bàn tay ấy cũng là vì điều đó. Tự thấy Nam -min gây ra đủ chuyện, nhưng chính anh lại ngồi ngủ gục bên cạnh cậu cho tới sáng. Nam -min từ từ mở mắt, thì ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mặt mình là In Hyun, tay anh còn đang nắm chặt tay cậu. Cậu khó hiểu nghĩ, sao cậu ấy lại ngủ ở đây nhỉ? rõ ràng tối hôm qua đã vào phòng rồi mà giật mình khi thấy hai người bọn họ đang nắm tay nhau nam in vội rụt tay lại in hyun vẫn gục đầu lên sofa ngủ ngon lành nam in khó hiểu ngồi im lặng một lát sau đó đắp chăn cho in hyun rồi lặng lẽ rời đi cậu tự hỏi không biết mình có phiền toái quá không nếu gặp lại ở công ty không biết sẽ nói gì vừa mới xuống chung cư nam in nhìn thấy phó giám đốc subin nhìn thấy cậu anh hỏi hình như cháu đi ra từ nhà của in hyun hôm qua hai đứa ở với nhau à thấy nam in nói chuyện ngập ngừng anh bảo cậu lên xe trước rồi nói chuyện sau. Khi In Hyun đến công ty, cũng đúng lúc Namin hớt hải chạy vào. Cậu Du Chan vui vẻ hỏi, chào trợ lý, anh đã chạy đến đây sao? Namin ngại ngùng đáp, tại tôi sợ trễ giờ, hôm nay tôi ngủ dậy muộn. Namin lịch sự quay qua chào hỏi In Hyun, hai người tỏ ra như không có chuyện gì, tuy nhiên trong lòng In Hyun kiểu, mình đã cho cậu ta ngủ nhờ, mà cậu ta lại biến mất, còn không gửi lời cảm ơn hay gửi một tin nhắn, vì ai mà mình phải ngủ một cách bất tiện, đến mức toàn thân ê ẩm như này chứ. Quan sát thấy Namin đã quay trở lại dáng vẻ thường ngày, In Hyun lại bất giác nghĩ đến việc nhà Namin vẫn còn cúp điện. Sau đó tự thấy mình cứ bận tâm chuyện không đâu. Trong khi đó, Namin cũng liếc nhìn anh và mân mê hai tấm vé trên tay. Nhớ lại chuyện lúc sáng, phó giám đốc nói đang trên đường ra sân bay để đi công tác, anh có chuyện muốn gặp cháu trai thì không ngờ lại gặp Namin ở đây. Sau đó anh lấy ra hai tấm vé xem phim đưa cho Namin và dặn, cuối tuần sau cháu và In Hyun hãy đi hẹn hò đi. Quá bất ngờ, Namin lắp bắp hỏi lại, dạ, hẹn hò ư? Ý là, Subin tâm lý nói, con trai với nhau thì hẹn hò có hơi kỳ nhỉ, nhưng mà ta nói thật đó, sao cháu lại hoảng hốt thế? Namin bình tĩnh trở lại, vì chỉ có cậu mới là người làm quá lên thôi. Subin còn nói thêm, cuối tuần sau là một ngày quan trọng với In Hyun, anh đã muốn ở cùng cháu trai, nhưng theo lịch trình thì không thể, nên anh mới nhờ Namin, trước khi đi anh còn dặn dò, nhớ nhé, ta không muốn để nó một mình. Namin vào phòng trưởng nhóm để trả đồng hồ cho In Hyun, cái này, tôi muốn đưa cho cậu, với lại quần áo mượn của cậu ngày hôm qua, tôi sẽ giặt và trả lại xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền cậu với lại cảm ơn cậu vì đã giúp tôi được rồi tôi làm vậy không phải để nghe mấy lời đó đâu sau này cậu đừng để mấy chuyện như thế đang nói dở thì na min lấy từ túi ra hai tấm vé xem phim và nói cho nên là cuối tuần sau cậu có muốn hẹn hò với tôi không in hyun giật mình kinh ngạc sau đó hỏi lại muốn cái gì cơ thì là hẹn hò với tôi na min nói xong vội chặn miệng mình lại sau đó cuống cuồng giải thích à không ý tôi không phải thế đâu nam min thầm trách phó giám đốc nói như thế nên cậu mới bị liệu theo. Cậu vội giải thích, ngày hôm qua tôi đã làm phiền cậu, tôi muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ, sẵn có vé xem phim, nếu chúng ta có thể đi xem cùng nhau thì tốt quá. Vậy thì cậu hãy suy nghĩ rồi cho tôi biết nhé, nói một chàng xong, Nam Min chạy vội ra ngoài không kịp đợi In Hyun nói thêm gì nữa. Nam Min mặt đỏ bừng bừng trở lại vị trí làm việc, cậu tự trách vì đã dùng từ hẹn hò. Khi phó giám đốc nhờ cậu ở bên cạnh In Hyun vào cuối tuần, Nam Min khó xử nói, nhưng In Hyun sẽ không nghe theo lời của cháu. Hai đứa là bạn mà, là bạn thì đương nhiên sẽ đồng ý thôi thì đó mới là vấn đề vì cả hai không phải bạn bè thật namin bối rối nói nhưng nhưng chúng cháu chưa bao giờ xem phim riêng với nhau phó giám đốc tiếp tục nhờ vả mong cháu giúp đỡ in hyun nhà ta ta không muốn để nó ở hàn quốc cũng chỉ có một mình đâu nó đã luôn ở một mình từ khi bị đuổi qua mỹ rồi namin liếc nhìn vào trong phòng trưởng nhóm và nghĩ mình bảo cậu ấy hãy suy nghĩ rồi nói với mình nhưng đương nhiên là cậu ấy sẽ từ chối thôi nhưng kết quả là mọi thứ không như namin nghĩ in hyun đồng ý cùng đi xem phim với cậu anh nói chọn đại một bộ phim nào cũng được Bộ phim hai người xem là về zombie, nhìn thấy máu me chết chóc, In Hyun nãy giờ ngồi co rúm người lại vì khó chịu. Trong khi đó, Nam Min lại chăm chú xem mà không hề chớp mắt, anh thấy khó hiểu, vậy mà cúp điện thôi đã hoảng sợ đến mức đó. Thấy In Hyun nhìn mình, Nam Min quay sang hỏi, sao vậy? Tuy nhiên anh chỉ quay đầu lại mà không trả lời. Nhân vật trong phim hét lên kinh hãi, In Hyun cũng giật mình theo, tay vô thức nắm lấy tay Nam Min. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn In Hyun, anh cũng bối rối vội rụt tay lại và nói, xin lỗi cậu, tôi hơi giật mình. Nam -min không ngờ rằng, In Hyun không xem được thể loại phim này. In Hyun thì vừa xấu hổ vừa cố chịu đựng sự khó chịu. Thấy vậy, Nam Min như người sang và thầm thì vào tai anh, nếu cậu sợ thì chúng ta ra ngoài nhé. Cảm giác kỳ lạ khi hơi ấm phả vào tai, In Hyun vội lùi người lại. Cả hai cứ thế ngẩn ngơ nhìn nhau mà không ai nói với ai câu gì. Sau đó In Hyun bật dậy rời khỏi phòng chiếu phim. Anh tự hỏi bản thân tại sao lại phải ngồi ở đây xem cái thứ kia. Lý do quân Nam Min đột nhiên thế này, lại trùng vào ngày hôm nay. Anh đã liên tục suy nghĩ, nhưng vẫn không hiểu Nam Min đang nghĩ gì nên anh đã quyết định đến đây để xem ý đồ của cậu ấy. Nếu biết trước bản thân sẽ thế này, anh đã ở nhà rồi. Namin lo lắng chạy theo và gọi, In Hyun à, không sao chứ, tôi xin lỗi, tôi không biết là cậu không thích xem những phim như thế. In Hyun đã nghĩ đến một khả năng, tại sao Namin lại làm thế này? Anh dừng lại và hỏi, quân Namin, cậu, vẫn còn thích tôi à? Namin lúng túng, tự nhiên cậu lại hỏi như thế. Nếu không phải thì đâu thể giải thích được, việc cậu rủ tôi đi hẹn hò chứ, vừa nói, anh vừa cúi sát lại gần cậu. Namin lắp bắp giải thích, ở thì, cái đó. Cậu khó xử vì phó giám đốc đã dặn cậu không được nói ra. Không những nhờ cậu vào buổi sáng hôm đó, mà phó giám đốc còn gọi điện lại để xác nhận lần nữa. Phó giám đốc còn đặt sẵn nhà hàng để cả hai xem phim xong thì đến đó ăn tối. So về chức vụ, thì phó giám đốc đương nhiên có quyền hơn trưởng nhóm. Namin suy nghĩ một hồi vẫn không có câu trả lời, In Hyun nói, cậu không thể trả lời rõ ràng, vậy thì suy đoán của tôi. Namin vội vàng giải thích, không, không phải đâu. Vì chúng ta là bạn mà, chúng ta không thể làm bạn thật sự sao? In Hyun cảm thấy khó chịu với đáp án này. Nam Min tiếp tục nói đã đặt trước nhà hàng luôn rồi, cuối cùng In Hyun cũng đành theo kế hoạch. Phục vụ đem menu ra, Nam Min bảo In Hyun chọn trước, tuy nhiên anh thờ ơ bảo Nam Min chọn món gì cũng được. Vì lần đầu đến những nơi như này nên Nam Min có chút bối rối, cậu hỏi người phục vụ món ăn nổi tiếng nhất ở đây là gì. Phục vụ giới thiệu cho cậu món hải sản, Nam Min cẩn thận hỏi có tôm trong món ăn không. Trong khi đó, In Hyun không quan tâm lắm, mà tự hỏi Nam Min đã đặt trước chỗ như này sao, cảm giác liên tục bị cuốn theo quân nam in khiến anh cảm thấy khó chịu hơn nữa còn nói là muốn làm bạn anh không biết cậu nói thật hay là chỉ nói dối để biện minh vì cậu ấy còn thích mình đang suy nghĩ lung tung thì nam in gọi in hyun à cậu không sao chứ đang suy nghĩ gì vậy đồ ăn ra rồi kìa tôi gọi bò bít tết cho cậu đó vì cậu không ăn được tôm mà in hyun khựng lại và hỏi sao cậu biết chuyện đó tôi không ăn được tôm làm sao cậu biết được nam in ngượng ngùng trả lời cái đó trước đây tôi đã từng thích cậu mà tự nhiên tôi nhớ ra thôi tôi từng nghe nói là cậu không thích tôm à nhưng mà bây giờ tôi thật sự không thích cậu đâu đó là trước đây thôi hồi cấp bà ấy in hyun im lặng không nói gì còn namin nói xong thì cũng xin phép vào nhà vệ sinh một lát namin mặt đỏ bừng xấu hổ sao mình lại nói là đã từng thích cậu ấy chứ dù cậu đến đây chỉ vì lời nhờ vả của phó giám đốc nhưng cậu thật sự đã được in hyun giúp đỡ nên cậu quyết định sẽ đã in hyun một bữa và nói cảm ơn đàng hoàng trong khi đó in hyun ngồi thần thờ ở bàn ăn bất chợt điện thoại namin có tin nhắn gửi đến phó giám đốc nhắn không biết là cả hai xem phim có vui không. In Hyun liếc nhìn rồi mỉm cười, thì ra là vậy. Những ngần ngại kỳ lạ mà In Hyun cảm nhận được, những bức xứt vì không biết Na Min có âm mưu gì, bây giờ đã rõ ràng. Có lẽ là vì Na Min không thể từ chối lời nhờ cậy của phó giám đốc. Thấy vẻ mặt đó của In Hyun, Na Min lo lắng hỏi, sao thế, cậu không khỏe ở đâu à? In Hyun vẫn biên mang nghĩ, rốt cuộc mình đã nhầm lẫn cái gì, lầm lẫn Na Min còn thích mình. Na Min tiếp tục gọi, In Hyun à. In Hyun mới sực tỉnh đáp, tôi đang suy nghĩ một chút không có chuyện gì đâu namin ngượng ngùng nói cậu biết đó tôi cũng làm phiền cậu một đêm rồi tôi rất biết ơn cậu nếu cậu muốn uống rượu thì tôi sẽ trả tiền in hyun đang cắt thức ăn thì khựng lại namin thì không được tự nhiên lắm đột nhiên in hyun mở lời địa điểm ở đâu cũng được đúng không namin vội đáp ở tôi thì sao cũng được tùy ý cậu thôi vậy thì không cần uống rượu đâu tôi muốn đến một nơi khác và nơi anh muốn đến là khách sạn vừa vào đến phòng in hyun đã lao vào hôn namin cậu vội đẩy anh ra chờ đã tuy nhiên In Hyun vẫn hấp tấp mà nhào tới. anh nghĩ đúng vậy mọi thứ đều là sự nhầm lẫn của tôi tôi thừa nhận tôi đã lo lắng vô ích tự nhiên lại thế này Nam Min khó hiểu hỏi sao không thích à người muốn hẹn hò trước là cậu mà In Hyun cảm thấy bản thân cứ bị cuốn theo quân Nam Min nếu chỉ có một mình mình bị thao túng thì uất ức quá sau một ngày dài In Hyun đưa Nam Min trở về nhà cảm ơn cậu đã đưa tôi về cuối tuần vui vẻ ngày mai gặp lại ở công ty nhé Nam Min nói rồi định xuống xe thì in hyun lật bài ngửa sau này liên lạc của cậu tôi cậu cứ lờ đi không cần miễn cưỡng nghe theo lời nhờ vả của cậu tôi đâu lần này cậu gặp tôi cũng là vì cậu tôi mà được rồi cậu mau xuống xe đi namin bất ngờ vì in hyun lại biết chuyện này cậu lo lắng không biết có phải in hyun đang giận không trước giờ ăn trưa in hyun dặn dò du chan và namin chuẩn bị tài liệu rồi gửi hết cho anh vì có cuộc hẹn nên anh xin phép ra ngoài trước nhìn theo in hyun namin suy nghĩ không biết có nên xin lỗi đàng hoàng không là lời nhờ vả của phó giám đốc nhưng dù sao cậu cũng đã lừa dối in hyun việc lần trước cậu cũng chưa nói lời cảm ơn tử tế in hyun có cuộc hẹn ăn trưa với ba của mình tại nhà hàng sushi anh thắc mắc hỏi có chuyện gì vậy ạ à? lại mời con ăn trưa thế này ừ thì vấn đề hợp đồng lần trước đã được giải quyết ổn thỏa với lại ta quên mất cuối tuần trước là ngày rỗ của mẹ con nhỉ ta nghĩ rằng hai chúng ta nên cùng ăn với nhau một bữa con ăn đi hải sản ở đây tươi ngon lắm nhìn thấy món sushi tôm trước mặt bất giác anh nhớ đến namin cậu lại là người nhớ bản thân anh không ăn được tôm còn hơn cả người được gọi là ba này. Chủ tịch hỏi thăm, ở công ty thế nào, chắc hơi khác khi con ở Mỹ nhỉ, do khác biệt văn hóa. Không sao ạ, à, con thích ứng được, In Hyun đáp. Ông ta tỏ ra không vui lắm, vậy sao, dù gì con cũng ở Mỹ tận 10 năm lận, có lẽ vẫn sẽ thấy không thoải mái, nếu không thích ứng được thì cứ nói với ta bất cứ lúc nào. Vâng con biết rồi, cảm ơn đã quan tâm, dù nói vậy, nhưng In Hyun vẫn cảm thấy gượng gạo mà đứng dậy, sắp đến giờ họp nên con đi trước đây, ba cứ ăn từ từ nhé. In Hyun vừa mới đi thì có cuộc gọi đến, ông ta liền thay đổi sắc mặt và bắt máy nói, ừm con trai, con ăn cơm chưa? In Hyun biết ba mình đang muốn đưa mình trở lại Mỹ, bữa ăn này cũng chỉ là cái cớ để thăm dò thôi. Buổi trưa không ăn gì, cuộc gặp gỡ cũng không thoải mái nên đến tối, In Hyun cảm thấy dạ dày mình rất khó chịu. Định tăng ca thêm nhưng cuối cùng đành phải về nhà sớm. Anh gặp Nam In ở thang máy, cậu cũng vừa tan ca xong định đi về. Vào trong thang máy, Nam In nghĩ đây là dịp để nói chuyện đàng hoàng, cậu gọi, này In Hyun tuy nhiên in hyun đang khó chịu vị người vào than máy nhìn thấy sắc mặt anh không tốt nam min liền hỏi thăm in hyun lảo đảo gục đầu vào vai cậu nhận thấy tình hình không ổn nam min hoảng hốt chờ đã bây giờ tôi sẽ gọi xe cứu thương nhưng in hyun lại bảo không cần đâu đừng gọi tiếng xe cứu thương tôi rất ghét cuối cùng nam min đưa in hyun vào trung tâm y tế để kiểm tra để in hyun ngồi nghỉ ngơi nam min đi mua nước cho anh hiện tại tình trạng in hyun cũng đã đỡ hơn bác sĩ nói bị rối loạn tiêu hóa chỉ cần truyền dịch vô tình làm phiền cậu rồi Nam Min đáp, cứ coi như tôi trả nợ cậu đi. "Gì cơ?" In Hyun lập tức hỏi lại. "Lần trước cậu cho tôi ngủ nhờ ở nhà cậu, thật ra tôi muốn nói lời cảm ơn với cậu nhưng chưa có thời điểm thích hợp. Cuối tuần trước cũng vậy, dù phó giám đốc nhờ vả, nhưng tôi cũng thật lòng muốn cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Xin lỗi vì đã cố tình lừa gạt cậu, tại vì phó giám đốc bảo tôi đừng nói ra." Thấy In Hyun nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, Nam Min hỏi, "Cậu giận tôi lắm hả?" "Nếu tôi giận thì sao?" In Hyun hỏi. Nam Min lúng túng, "Ở cái đó, tôi sẽ xin lỗi." nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi in hyun tiếp tục dí đến cùng nam in ngạc nhiên trả lời nếu vậy thì tôi sẽ xin lỗi đến khi nào cậu hết giận ngay từ đầu in hyun đã không mong đợi gì từ quân nam in nên anh chỉ cảm thấy hơi uất ức vì thế anh đã nghĩ mình không nhất thiết phải chấp nhận lời xin lỗi không biết nam in là người hiền lành hay khờ khạo nữa khi nghĩ đến bộ dạng rên rỉ của cậu ấy anh lại thấy cơn giận nguôi đi nhìn thấy cánh hoa đào rơi trên tóc in hyun nam in vươn tay định nhặt cánh hoa thì in hyun -hi lại hiểu lầm rằng nam in định hôn mình tưởng đây là cách Namin xin lỗi, cách này đúng là rất giống kiểu của Namin. Anh giữ lấy cằm cậu rồi bất ngờ trao cho cậu một nụ hôn. Namin trợn tròn mắt kinh ngạc, sau đó đỏ bừng mặt hỏi, cậu, cậu làm gì vậy? In Hyun ăn dưa bở nói, giả vờ ngây thơ cái gì chứ, cậu tiến lại gần vì muốn hôn tôi mà. Namin phản bác, khi nào chứ, tôi chỉ định lấy cánh hoa đào trên tóc cậu xuống thôi. Thì ra đúng là có cánh hoa đào thật, quê là ghê nhiều, quê là quê quá. In Hyun tẳng hắng một tiếng rồi xoay lưng, về nhà thôi, xe ở bãi đậu xe đúng không? Trong khi đó, Tim Namin đập thình thịch, cậu còn chưa hoàn hồn vì nụ hôn khi nãy. Hôm sau, cả hai vô tình chạm mặt nhau ở máy bán nước tự động, cả hai đều đỏ mặt ngượng ngùng vì sự cố về vụ hôn nó. Hai người gượng gạo chào hỏi nhau, Namin hỏi thăm sức khỏe của anh. "Bây giờ tôi khỏe rồi, cậu không cần phải lo lắng đâu." In Hyun đáp. Sẵn cầm trên tay lon cà phê, Namin hỏi, "Anh có muốn uống nước không?" Sau đó cậu giật mình nhớ lại ly cà phê bị ném vào sọt rác khi trước. Cậu còn đang lúng túng thì In Hyun nhận lấy, anh mỉm cười đáp, "Tôi sẽ uống thật ngon." Nam Min nhận ra, In Hyun đã không còn tránh né mình nữa, cậu rung động, tim đập thình thịch. Tối hôm đó trời mưa lớn, dự báo thời tiết thông báo nhiều nơi xảy ra tình trạng cúp điện. Nghe đến đây, In Hyun nhớ lại biểu cảm sợ sệt của Nam Min khi nhà cậu bị cúp điện. Tuy nhiên anh tự nhủ bản thân không cần phải quan tâm chuyện này. Ấy vậy mà ít phút sau, anh hớt hải chạy đến nhà Nam Min rồi bấm chuông cửa liên tục. Giờ này không biết ai còn tìm đến, Nam Min ra mở cửa thì bất ngờ khi nhìn thấy In Hyun. Anh hớt ha hớt hải hỏi, sao tôi không liên lạc được cho cậu vậy? chắc tôi đang tắm nên không nghe mà có chuyện gì thế có việc gì gấp sao namin hỏi in hyun buộc miệng nói thì là cúp điện tuy nhiên nhìn thấy điện nhà namin vẫn bình thường thì khựng lại namin khó hiểu hỏi cúp điện nhà cậu bị cúp điện à in hyun lúng túng giải thích không phải vậy tôi nghe tin tức nói trời mưa nên bị cúp điện không biết khu của cậu có bị không nhưng mà hình như không phải khu này tôi lại nhầm lẫn rồi tim namin lại được dịp loạn nhịp vậy mà vì in hyun tưởng nhà mình cúp điện nên mới trực tiếp đến đây sao lo lắng vô ích rồi tôi về đây In Hyun nói rồi xoay người định rời đi, thì Nam in gọi lớn, Dung In Hyun, cậu, lo lắng cho tôi, nên mới đến đây sao? In Hyun không nhận ra vấn đề nên hỏi lại, cái gì chứ, cậu nói gì vô lý vậy, tại sao tôi lại phải lo cho cậu chứ? Nam Min dí tới cùng, vậy thì cậu đến đây làm gì? In Hyun tự tin đáp, thì tôi nói rồi, tôi tưởng nhà cậu cút điện, tuy nhiên bây giờ anh mới nhận ra, nếu vậy thì đúng là vì lo lắng thật. Để chống quê tập 2, In Hyun vừa nói, tôi có việc gần đây nên tiện ghé qua thôi, thôi, tôi biết rồi nên đi đây. Nam Min ngơ ngác nhìn theo. Lúc này In Hyun tự hỏi, sao mình lại đến đây nhỉ? Du Chan và Nam Min tám chuyện về trận mưa to bất ngờ đêm qua. Nhắc lại chuyện đó, Nam Min thắc mắc không biết trời mưa lớn như thế, thì In Hyun có công việc gì ở gần khu nhà mình? Du Chan tiếp tục nói, à đúng rồi, anh nghe chuyện gì chưa? Trợ lý Kim Ji Seok ở phòng kinh doanh, anh ấy sẽ kết hôn nó. Trong cuộc họp với phòng kế hoạch, Ji Seok tranh thủ mời đám cưới mọi người. Cảm ơn cậu Du Chan. Trưởng nhóm Jung In Hyun, nếu có thời gian cũng đến nhé. Với lại, trợ lý quân nam Min cũng vậy của cậu đây vâng chúc mừng anh nhé nam Min gượng gạo nhận lấy tấm thiệp trong khi đó in hyun cố ý quan sát biểu cảm của cậu anh nghĩ chúc mừng cái gì chứ bạn trai cũ kết hôn mà vẫn phản ứng được như thế à du chan tò mò hỏi trợ lý quân anh sẽ đến lễ cưới chứ tôi cũng chưa biết nữa tôi phải xem lại giờ giấc đã in hyun hầm hầm nghĩ có gì vui mà cười như thế du chan quay sang hỏi trưởng nhóm cũng đi chứ lễ cưới của trợ lý kim ji xeo ấy in hyun thân thiện đáp nếu không có việc gì đột xuất. Anh cố ý nói tiếp, những người khác, cậu hãy chuyển lời tới họ là, nếu bận thì không cần phải tham dự, tôi sẽ thay mặt đi, nên họ không cần áp lực. Du Chan hớn hở, quả nhiên là trưởng nhóm, tôi sẽ chuyển lời đến mọi người ạ. À. In Hyun nghĩ, đúng thế, nếu có suy nghĩ thì chắc cậu ấy sẽ không tham dự lễ cưới đâu. Tuy nhiên vào ngày tổ chức lễ cưới, Nam Min vẫn có mặt. Nhìn thấy cậu, anh mắng thầm, đây không phải là tốt bụng, mà là ngu ngốc mới đúng. Anh tiến tới chỗ cậu, rồi đột ngột nắm lấy tay kéo cậu đi. Nam Min khó hiểu hỏi, "Trưởng nhóm, đợi đã, anh đang đi đâu?" In Hyun đột ngột đẩy Nam Min vào tường, khó chịu nói, "Sao cậu lại tới đây? Trợ lý Quân Nam Min, tôi đã nói nếu bận thì không cần tham gia mà." Nam Min ngập ngừng, "Cái đó là bởi vì tôi không bận." In Hyun tức giận quát, "Ý tôi không phải thế, cậu thật là." Anh thở dài bất lực. Nam Min trợn tròn mắt kinh ngạc. In Hyun cuối cùng vào thẳng vấn đề, "Sao cậu lại tới dự lễ kết hôn của người yêu cũ, tới để chúc mừng sao?" Nam Min đã nói là không có, nhưng In Hyun vẫn dồn ép hỏi, "Nếu không phải thế?" thì là do cậu vẫn còn lưu luyến à namin cảm thấy thật kỳ lạ rõ ràng in hyun đang nổi nóng nhưng lại không biết lý do vì sao namin cảm nhận thấy hình như in hyun thường xuyên lo lắng cho mình tim cậu đập thình thịch vì rung động in hyun tiếp tục mắng cậu là đồ ngốc à thật bực bội namin không kìm nén nữa mà bật cười thành tiếng anh khựng lại hỏi cậu đang cười sao namin vừa bịt miệng mình vừa cười tủm tỉm xin lỗi nhưng mà nhìn cậu thay tôi tức giận nên tâm trạng có chút kỳ lạ in hyun cảm thấy cạn miệng nói lời namin vui vẻ nói tôi thật sự không sao đâu, bởi vì không sao nên mới tới mà. Cho dù không thích thì ở công ty vẫn gặp mặt liên tục, nên nhân cơ hội này kết thúc luôn. Cảm ơn cậu đã lo cho tôi nhé. Cô dâu chú rể bước vào lễ đường trong sự chứng kiến đầy ngưỡng mộ của tất cả khách mời. Nam Min trêu chọc, cậu vẫn còn để ý à, tôi thật sự không sao mà. Tôi không thèm, In Hyun giận dỗi quay đi. Nếu cậu còn lo lắng như thế, vậy thì sau khi kết thúc, cậu an ủi tôi đi, tôi không có ý gì kỳ lạ đâu. Kiểu như giữa bạn bè với nhau, vừa uống rượu vừa tâm sự. Thật đó, tôi không có ý đồ đen tối gì đâu, chỉ như giữa hai người bạn thật sự mà thôi. In Hyun lạnh lùng đáp, sao tôi phải làm thế với cậu? giữa chúng ta cũng đâu có rảnh rỗi như thế. nghe câu trả lời, Nam Min gượng gạo nói, phải, là tôi đã quá phận rồi, tôi xin lỗi. đúng lúc đó, có người quen đến tìm In Hyun, cả hai tay bắt mặt mừng vì lâu ngày gặp lại. người đàn ông muốn giới thiệu In Hyun với một số người thân quen, nên anh rời đi cùng ông ta. Nam Min buồn bã rời khỏi tiệc cưới một mình. cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít bia, cậu nghĩ về In Hyun, giống như trước đây luôn có nhiều người xung quanh cậu ấy. Nhớ lại lời nói từ chối thẳng thừng của In Hyun, sao tôi phải làm thế với cậu, giữa chúng ta đâu có rảnh rỗi như thế. Cậu cảm thấy lời đó không sai, cũng chẳng phải là bạn bè thật sự, mối quan hệ này không biết nên gọi là gì. Đến trước cửa nhà, Nam Min bất ngờ khi nhìn thấy In Hyun, anh cầu nhau, cậu rời đi trước mà, sao về muộn vậy? Sao cậu lại ở đây? Nam Min hỏi nhưng In Hyun bảo cứ mở cửa trước đã. Vừa mới mở cửa ra, In Hyun đã nhào tới ôm lấy Nam Min, cậu bảo an ủi cậu mà, giữa chúng ta thì an ủi kiểu như này mới hợp hơn đúng không? Bởi vì chúng ta không phải là bạn bè. Việc theo dõi đám cưới của người yêu cũ nó ổn hơn Nam Min nghĩ. Mặc dù không thích lắm nhưng cũng không buồn bã hay đau đớn gì. Dù vậy thì một ngày như hôm nay Nam Min vẫn mong muốn được ai đó an ủi. Nghĩ lại thì vào khoảnh khắc khi cậu cần một ai đó thì lúc nào cũng có In Hyun bên cạnh. Cậu cảm thấy In Hyun rất dịu dàng. Không biết có phải anh cố tình như vậy để an ủi cậu không, hay đó chỉ là ảo tưởng của cậu. Tối đó. In Hyun ngủ lại nhà Nam Min. Vì đèn ngủ quá sáng nên In Hyun không quen, anh định tắt đèn thì nhớ ra Nam Min sợ bóng tối. Cuối cùng anh vẫn để đèn sáng mà đi ngủ. Sáng hôm sau, cả hai chạm mặt nhau ở công ty, họ tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Nam In hỏi, trưởng nhóm, nếu anh uống cà phê thì tôi pha cho anh nhé. Vậy pha giúp tôi đi, In Hyun đáp. Vì bật đèn sáng cả đêm nên In Hyun chẳng chợp mắt được chút nào, đã vậy sáng còn phải dậy sớm để về nhà chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy sắc mặt In Hyun không tốt, Nam Min hỏi thăm, nhìn anh mệt mỏi quá. Tại hôm qua cậu ngủ ngay đó, cho nên tôi chẳng ngủ được chút nào cả, trợ lý quân Namin. Namin bối rối, ơ ờ, xin lỗi, thường thì tôi không ngủ ngáy đâu. Với lại nếu bật đèn, thì tôi không ngủ được, khác với ai đó, In Hyun nói thêm. Namin vội nói, vậy thì anh cứ tắt đèn là được mà. In Hyun đột nhiên vạch cổ áo Namin ra, để lộ mấy dấu vết đỏ và nói, cậu không ngủ được nếu tắt đèn mà, lúc trước cậu đã nói vậy còn gì, lúc đến nhà tôi đó. Việc In Hyun đến giờ vẫn nhớ khiến trái tim Namin đập loạn nhịp in hyun trêu gạo để lại dấu rồi chỗ này che chắn kỹ vào nhé nếu trợ lý quân không muốn đời sống riêng tư bị phát hiện nam min tự nhủ với lòng không được thích in hyun một lần nữa nam min vào nhà vệ sinh che chắn dấu vết mà in hyun để lại trên cổ mình nhớ lại cảm giác ngón tay in hyun chạm vào nơi đó tim cậu đập thình thịch không kiểm soát không biết từ bao giờ năm cậu 29 tuổi lại giống như năm cậu 19 tuổi thấy in hyun nhìn mình nam min giật mình quay mặt tránh đi có lẽ cậu lại thích dung in hyun rồi nhiều ngày sau đó, Namin liên tục tránh mặt In Hyun từ nhà vệ sinh, bàn làm việc. In Hyun cũng đã nhận ra việc này, anh không hiểu rốt cuộc là vì sao Namin lại cứ tránh né mình. Sau đó anh đoán rằng có khi lần trước anh đã tự ý để lại dấu hôn nên cậu mới giận như vậy. Kết thúc cuộc họp, In Hyun cố tình lấy cớ cần tài liệu bổ sung trong cuộc họp trước ngày mai, muốn được nhận nhanh nhất có thể để ép cậu ở lại tăng ca. Không còn cách nào khác, Namin đành gật đầu đồng ý. Chiều tối, Du Chan uể oải tan làm trước, Du Chan không hiểu sao trưởng nhóm Dung lại đòi tài liệu sớm như vậy, trong khi đó không phải chuyện gấp gì. Dù cũng thấy khó hiểu, nhưng Nam Min cũng nói đỡ, chắc anh ấy có ý định gì đó. Nam Min mệt mỏi vươn vai lấy sức tăng ca để còn về sớm. Đang làm việc thì có người tiến tới, tưởng là Du Chan quay lại, Nam Min hỏi, "Cậu Du Chan, cậu quên gì sao?" Tuy nhiên bất ngờ khi người đó lại là In Hyun. "Trưởng nhóm, không phải anh đã tan làm sao?" Nam Min mới hỏi thì In Hyun đã xoay ghế Nam Min lại đối diện với mình và hỏi, "Quân Nam Min, sao dạo này cậu lại tránh né tôi thế?" đừng có giả vờ không phải cậu né tránh tôi rõ ràng như thế nam bối rối cúi đầu lý nhí không phải vậy tại sao tôi phải né tránh anh chứ với lại tôi phải làm việc in hyun lại lần nữa xoay mặt cậu đối diện với mình nhìn đi như thế này mà không phải tránh né sao là vì chuyện lần đó đúng không việc tôi để lại dấu hôn trên cổ cậu vì chuyện đó đúng không nghĩ lại thì đúng là cậu né tránh tôi từ lúc đó tôi tự ý để lại dấu hôn nên cậu giận sao nam in chớp chớp mắt ngạc nhiên ấy vậy mà in hyun cho rằng cậu không trả lời nên chắc là đúng rồi sau đó dù namin đã nói là không phải anh lại cởi vài cúc áo trên da rồi nói vậy thì cậu cũng làm đi namin khó hiểu hỏi anh đang làm gì vậy nếu cậu giận vì tôi để lại dấu hôn thì cậu cũng làm y hệt với tôi đi chỗ này gì chứ tự nhiên lại namin ngượng ngùng in nhất quyết bảo đừng có né tránh nữa mau làm đi namin tránh né in hyun không phải vì giận cậu tính nói ra sự thật thì đột nhiên có ai đó hớt hải chạy vào đó là du chan namin gượng gạo hỏi cậu du chan không phải cậu tan làm rồi sao tại em để quên cái này cho nên mới chạy đến lấy mà trợ lý còn nhiều việc lắm sao hay là để em giúp anh nhé nam min vội từ chối à không tôi cũng gần xong rồi tôi đến nhà vệ sinh một lát chúng ta cùng ra ngoài nhé cậu du chan nam min cố ý đẩy du chan đi lúc này ở dưới gầm bàn in hyun ôm lấy đầu mình thở dài mình đang làm cái trò gì không biết sau khi du chan rời đi nam min quay lại hỏi in hyun có sao không in hyun lúc này mới nói thật anh bảo nam min cũng tan làm đi vì vốn dĩ anh chỉ bắt cậu tăng ca để nói chuyện. Anh nhắc cậu lấy túi rồi nhanh chóng ra ngoài. Chúng ta vẫn còn chuyện để nói đấy, In Hyun ám muội chỉ chỉ vào cổ mình, khiến Na Min đỏ bừng mặt xấu hổ. Vào trong xe, In Hyun tiếp tục bắt Na Min để lại dấu trên cổ mình. Nếu không thì cậu sẽ tiếp tục né tránh tôi còn gì. Không phải vậy đâu, Na Min đã nói vậy nhưng In Hyun vẫn không tin, không phải gì chứ, vậy thời gian qua tại sao cậu lại né tránh tôi. Nếu có lý do thì cậu nói đi. Na Min nghẹn trong cổ họng, cậu không thể nói, vì tôi thích cậu rồi cuối cùng cậu đành để lại dấu hôn lên người in hyun cảm giác nhột và ngứa ngáy in hyun cũng trở nên ngượng ngùng phó giám đốc subin gọi điện nhờ cháu trai ghé qua nhà ba mẹ lấy dùng gậy đánh golf lần trước có chơi với anh rể rồi để quên mất vì xe đang để ở gaza rửa xe nên in hyun đi taxi về nhà cậu subin có nói hiện ở nhà không có ai anh rể đang nghỉ phép đã lâu lắm rồi in hyun mới quay trở về nhà lấy đồ xong in hyun giao cho người chuyển cho cậu subin không có xe nên khá bất tiện bây giờ phải gọi điện đặt taxi vì để quên điện thoại ở ghế sofa anh quay trở vào lấy thì đúng lúc đó có tiếng mở cửa tiếng chủ tịch vui vẻ nói vào trong đi chắc là con mệt rồi nghỉ ngơi chút nhé in hyun không muốn chạm mặt vào lúc này nên tính tìm cơ hội rời khỏi đây chủ tịch nói chuyện với người nào đó thế nào chuyến du lịch vui chứ vâng lần đầu tiên chỉ có hai chúng ta mà in hyun xem thử nhưng không biết chàng trai đó là ai hai người bọn họ thân thiết trò chuyện nếu mẹ đi cùng thì tốt quá mẹ có hẹn với mấy người bạn nên không còn cách nào khác. Chủ tịch cười hớn hở, ta thích đi riêng với con trai của ta hơn. Con cũng vậy, lần sau chúng ta lại đi chơi với nhau nhé ba. Chủ tịch lấy từ túi ra một chiếc chìa khóa xe hơi đắt tiền. Này, con trai của ta, chúc mừng sinh nhật tuổi 28, giờ chúng ta ăn tối với tổ chức tiệc cùng mẹ nhé. Vô tình nghe thấy một bí mật bị giấu kín suốt 29 năm qua, anh cay đắng đứng chôn chân tại chỗ. Hai ba con họ vui vẻ đến mức không nhận ra có người trong nhà. Sau khi gọi điện cho người vợ, người mẹ của họ, gia đình họ sẽ cùng nhau đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai yêu dấu. Chỉ còn lại một mình In Hyun cô đơn trong chính căn nhà trước đây của mình. Về đến nhà, anh buồn rầu uống rượu một mình. Con trai của ta, chúc mừng sinh nhật tuổi 28, In Hyun nhớ rõ những lời nói dịu dàng đó của ba mình, nhưng rất tiếc, nó không dành cho anh. 28 tuổi, vậy người con trai đó chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, ba anh đã ngoại tình trước khi mẹ anh qua đời, ông ta luôn đối xử với anh như một đứa con không cùng chung dòng máu. Anh liên tục nóc bia cho đến khi không còn tỉnh táo. Trưởng phòng kế hoạch báo, Hôm nay trưởng nhóm Dung In Hyun không đi làm được. Nam Min lo lắng hỏi, anh ấy bị bệnh sao ạ? Trưởng phòng không rõ lắm, buổi sáng nghe giọng có vẻ khàn, không biết có phải cảm không. Không biết mệt đến mức nào mà phải nghỉ làm, Nam Min lo lắng nhắn tin hỏi thăm, tôi nghe nói cậu bị bệnh à, đến bệnh viện chưa? Đang nằm lì trên giường thì có ai đó đến, In Hyun mệt mỏi ra mở cửa thì thấy đó là Nam Min. Nam Min ngập ngừng nói, tôi có nhắn tin mà cậu không đọc, không biết cậu ổn không? Cậu đã ăn chưa? Thuốc thì sao? Tôi có mua ít cháo tầm nhìn của in hyun trở nên mờ ảo anh lạnh nhạt nói tôi không cần thấy anh loạn choạng như sắp ngã nam min đỡ lấy anh vào bên trong trước nằm lại lên giường anh lại cuộn tròn người vào trong chăn nam min hỏi thăm cậu uống thuốc rồi chứ ờ được rồi cậu đi đi in hyun đáp tôi biết rồi tôi sẽ bỏ cháo vào tủ lạnh cậu ngủ dậy rồi hâm ăn nhé nam min nói rồi xuống nhà bếp thì nhìn thấy đóng vỏ lon bia ngổn ngang trên bàn một mình mà uống hết tận đó cậu đoán là đã có chuyện gì xảy ra nam min xoắn tay áo lên dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn cháu mua đến cũng đã bỏ vào tủ lạnh cậu rón rén vào phòng kiểm tra in hyun lại lần nữa xem anh có ổn không trong khi đó in hyun còn sốt cao hơn cả lúc nãy cậu sơ chán kiểm tra tình trạng này nên đến bệnh viện sau nhớ ra in hyun ghét tiếng còi cấp cứu vậy nên chắc cậu ấy cũng không thích bệnh viện in hyun khó chịu trằn trọc miệng vô thức rên rỉ lạnh quá nam -min lo lắng nhìn anh sau đó nằm xuống kề bên và ôm lấy anh cậu thầm thì mỗi khi tôi bị bệnh bà sẽ ôm tôi như thế này cậu đừng bị bệnh nhé Namin nhẹ nhàng thơm vào chán In Hyun. In Hyun mơ màng mở mắt, có cảm giác ai đó đang nằm bên cạnh mình, đã lâu lắm rồi anh không được ai đó ôm vào lòng thế này. Mặc dù cảm giác rất lạ lẫm, nhưng đồng thời những ký ức xa xưa cũng ùa về. Khi đó mẹ dặn dò, In Hyun của chúng ta, nếu như không có mẹ thì con vẫn phải nghe lời ba biết chưa. Ở bên cạnh giúp đỡ ba, sau này In Hyun lớn lên sẽ thừa kế công ty. Đừng khóc, con phải sống thật hạnh phúc. Những câu nói ngày hôm đó trở thành lời trăng trối cuối cùng của mẹ. Kể từ đó, In Hyun sống và làm theo lời chăn chối của mẹ. Như một đứa con ngoan, như một học sinh gương mẫu, và cuối cùng sống như một người kế nghiệp của ba. In Hyun cũng đã khỏe hơn, Nam In đã ở lại nhà anh qua đêm. Mặc dù hôm qua anh biết có ai đó ở bên cạnh cả đêm, nhưng anh không ngờ người đó là quân Nam In. Nam Min hỏi, nếu ăn hết cháo rồi thì bây giờ uống thuốc nhé. Thấy áo của Nam Min bị ướt, In Hyun bảo cậu lấy đại một chiếc áo sơ mi trong tủ mà mặc, bây giờ anh phải đi tắm. Thấy vậy, Nam Min quan tâm hỏi, cậu có thể tắm một mình chứ? Tất nhiên, Cậu định tắm cho tôi à? Câu hỏi của anh khiến cậu giật mình ngượng ngùng. Không, tôi không có ý đó, tôi sợ cậu đang tắm thì chóng mặt ngất xỉu thôi. In Hyun im lặng vài giây, sau đó búng nhẹ vào trán cậu một cái. Bây giờ không đến mức thế đâu, nên cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa, đừng để bị lây cảm, mau về nhà đi. Sau khi tắm xong, In Hyun cảm thấy cơ thể đã thoải mái hơn, không biết có phải nhờ ai đó chăm sóc không. Thế nhưng tâm trạng vẫn không được tốt, có lẽ là vì giấc mơ đêm qua. Anh mệt mỏi nằm dài ra sofa, nhớ lại lời dặn dò của mẹ mẹ xuất hiện trong mơ là vì sợ mình không giữ lời hứa đó sao ông ta đã ngoại tình đang hạnh phúc bên gia đình riêng của mình lúc mẹ nhập viện vì tai nạn hóa ra đó là lý do không thấy mặt mũi ông ta đâu không lẽ ông ta định để tên đó vào công ty sao tuyệt đối không thể như thế đang miên mang suy nghĩ thì có bàn tay áp lên đầu anh cậu vẫn còn mệt hả nam Min hỏi tưởng rằng nam Min đã về nên anh khá bất ngờ tôi thay áo cái này tôi sẽ giặt rồi trả lại cho cậu anh hờ hững đáp được rồi mau đi đi tôi muốn ở một mình thấy hôm qua in hyun uống nhiều bia như thế nam min chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra cậu tiến tới hỏi thăm có chuyện gì sao tôi thấy rồi nhà cậu đầy lon bia cậu cũng từng an ủi cho tôi nên tôi dù không thể giải quyết nhưng tôi có thể lắng nghe cậu in hyun hỏi lại cậu của tôi lại nhờ vả cậu à cho nên nếu cậu bị ép ở lại đây thì không cần đâu tôi sẽ tự nói với cậu của tôi nên cậu đừng lo dù nam min đã nói là không phải nhưng in hyun vẫn rời đi nam min biết tâm trạng in hyun không tốt trước tiên phải tìm hiểu xem tại sao cậu dõng giặt nói đây không phải là do phó giám đốc nhiều vào đâu, chỉ là để cậu ở một mình làm tôi lo lắng lắm. Tôi lo cậu bị bệnh, còn lo vì hình như cậu đã xảy ra chuyện gì nữa. Tại tôi thích cậu nên mới thế. Tôi thích cậu, In Hyun à. Nam Min giật mình vì vô thức nói ra lời trong lòng mất rồi. Tuy nhiên cậu nghĩ so với việc không thể tỏ tình rồi cắt đứt quan hệ giống như trước, thì thà nói ra tình cảm có khi lại tốt hơn. Biết đâu sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, có thể khác với trước đây. Khác với trước đây không có sự gắn kết nào còn bây giờ cậu đã ở bên cạnh Inhyun. Namin đã tỏ tình trong tình huống này, đầu Inhyun thì đau nhức, tim lại đập thình thịch, đờ mơ sao thế này, mình ngạc nhiên quá sao. Dù sao Namin cũng từng làm người khác ngạc nhiên thế này rồi, cậu ấy muốn mình làm gì trước mấy câu hỏi đó đây. Inhyun nhớ lại nụ hôn năm 19 tuổi đó, anh bất giác sờ môi mình. Tuy nhiên anh suýt thì quên mất lời hứa với mẹ, bản thân anh chỉ từng sống theo lời hứa đó. Nay thủ phạm đã phá hỏng mọi kế hoạch chính là quân Namin, nhưng anh phải giữ lời hứa đó bằng mọi cách anh tiến sát lại cậu rồi lạnh lùng nói, tôi đã nói cậu là con số 9 của tôi, cậu có biết đó có ý nghĩa gì không? Đó chính là lần này, cậu cũng có thể sẽ hủy hoại cuộc đời của tôi. Hủy hoại cuộc đời sao? Nam Min ngơ ngác hỏi lại. Năm 19 tuổi, hình ảnh Nam Min hôn In Hyun đã bị ai đó chụp lại và phát tán tin đồn bẩn thỉu. đương nhiên tin đồn đó cũng đến tay ba anh. Cho nên In Hyun đã bị đuổi sang Mỹ. Để có thể quay trở về bên ba bằng mọi cách, anh đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Anh siết chặt bàn tay nói tiếp, Tôi không biết rốt cuộc là cậu mong đợi điều gì mà nói thích tôi, nhưng không lẽ cậu mong câu trả lời tương tự từ tôi đó chứ? Tôi chỉ ngủ với cậu vài lần mà cậu đã ảo tưởng rồi thì phải. Cho nên cậu đừng có ảo tưởng nữa. Đến mức này, Namin đã không kìm nén được nữa mà rơm dớm nước. "Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, bây giờ hãy quay về đi." Anh lạnh lùng nói rồi bỏ vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Namin trở về nhà thì nằm dài ra giường khóc. Cậu thấy mình như một kẻ ngốc, cậu đã có một chút mong đợi cho dù In Hyun không thích mình đi chăng nữa, không hiểu sao cậu ấy lại nặng lời như vậy. Nếu biết trước như vậy, mình đã không tỏ tình rồi. Cậu tự thấy mình thật tham lam, để giờ từ ngày mai, không biết ở công ty phải đối mặt sao đây. Tuy nhiên giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, công việc vẫn tiếp diễn như bình thường. Bên ngoài thì không có gì thay đổi lớn, nhưng sự thay đổi mà chỉ có hai người bọn họ biết. Cả hai không còn nói chuyện gì khác ngoài công việc. Đúng lúc đó, có người bàn tán về đợt bổ nhiệm ứng viên công tác tại địa phương. Vì điều kiện không tốt, nên mọi người đều không muốn ứng cử. Nam Min lầm bầm, bổ nhiệm địa phương sao? Bạn đang xem video tại kênh Nhâm Nhi truyện đam, nhớ đăng ký kênh và bật thông báo để xem video sớm nhất nhé.